Việt Anh và Mỹ Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Bản tin thời sự trưa nay Chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2019 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Lễ phát động báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường lần thứ 7 năm 2019 tại huyện Tân Biên. Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính. Mô hình trồng dưa lưới theo quy trình của Nhật. Kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị khu vực 3. Kiểm toán hàng loạt dự án lớn. Thị trường phản ứng tích cực trước thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung. Ông già Noel chơi cùng cá mập. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân chung tay bảo vệ môi trường và báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng ngày 14 tháng 12 năm 2019, tại trường Trung học cơ sở Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, diễn ra lễ phát động báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường lần thứ 7 năm 2019. Đến dự có ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng văn phòng truyền thông phía Nam, cơ quan báo chí bảo vệ rừng và môi trường, ông Huỳnh Minh Lý, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên, đại diện lãnh đạo cơ quan báo chí bảo vệ rừng và môi trường, bảo vệ thiên nhiên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia, ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng văn phòng truyền thông phía Nam, cơ quan báo chí bảo vệ rừng và môi trường, trưởng ban tổ chức phát biểu nhấn mạnh, sự kiện báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường với thông điệp chung tay bảo vệ môi trường vì sự sống của con người và thiên nhiên là chủ đề để tất cả xã hội hưởng ứng tinh thần bảo vệ môi trường, là hoạt động mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, có sức lan tỏa lớn, gắn kết nối doanh nghiệp thông qua các hoạt động thiết thực chung tay bảo vệ rừng và môi trường, nâng cao nhận thức của tất cả mọi người hướng tới một cuộc sống trong lành và phát triển bền vững. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, hiếu học và học giỏi, mỗi suất 2 triệu đồng, 100 phần quà cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các trường trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn xã Hòa Hiệp, mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng. Nguồn kinh phí trên do các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ. Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên cũng đã tặng 11 giấy khen cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự kiện báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường lần thứ 7 năm 2019. Năm 2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài tích cực quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đã đăng ký. Cải cách thủ tục hải quan theo hướng đơn giản, minh bạch, thống nhất, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh. Tổng lượng phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài đạt trên 68.000 lượt, tổng lượng hành khách xuất nhập cảnh đạt gần 2 triệu người. Cả hai đều tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất nhập khẩu trong kỳ đạt trên 801 triệu đô la Mỹ, tăng gần 19% so cùng kỳ. Tổng số doanh nghiệp đã tham gia làm thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS trên VCIS tại chi cục là 842 doanh nghiệp. Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã thường xuyên rà soát bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Các văn bản hướng dẫn của bộ ngành nhằm phát hiện kịp thời những vướng mắc, những quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Chi cục tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001-2018 và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy trình ISO đã xây dựng. Nằm trong chương trình nghiên cứu công nghệ mới phục vụ cho nông nghiệp công nghệ cao, hiện nay Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh đang triển khai thực hiện mô hình trồng dưa lưới theo quy trình của Nhật, có sự tư vấn trực tiếp của kỹ sư chuyên gia đến từ Nhật Bản. Mô hình thực hiện trồng thử nghiệm 12 loại giống dưa lưới xuất xứ từ Nhật, đặc điểm của quy trình là thực hiện trồng hoàn toàn không chứa đạm dạng ure, clo và kim loại nặng độc hại. Công thức phối trộn giá thể mới giúp tiết kiệm chi phí sản xuất nhưng vẫn đảm bảo năng suất và đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất rau củ quả sạch và an toàn. Cây khỏe ít sâu bệnh hơn, giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng hiệu quả hơn, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Trái trọng lượng khi thu hoạch đạt khoảng 2 kg trở lên. Trong thời gian tới, Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh sẽ triển khai áp dụng mô hình đối với các hộ gia đình trong chương trình hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh với Hội nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn Tây Ninh nhằm nâng cao khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống hội viên. Thưa quý vị, vị trí xây dựng nhiều trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng, nhà văn hóa ấp không phù hợp, không nằm ở trung tâm khu dân cư. Đây là một trong nhiều nguyên nhân được ông Nguyễn Hồng Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, lý giải về việc một số thiết chế văn hóa ở cơ sở hoạt động chưa hiệu quả. Xây dựng các thiết chế văn hóa ở một số địa phương thì chưa được quan tâm đúng mức. Nhất là cái vị trí mặt bằng để xây dựng các trung tâm.
Theo quy định thì là khi mà xây dựng trung tâm thì cần là bố trí ở những cái nơi trung tâm của khu dân cư để mà tạo điều kiện cho nhân dân được thuận lợi trong cái tham gia hoạt động. Cái kinh tế phát triển ở các địa phương thì cũng không đồng đều, nên cái việc xã hội hóa huy động cái đóng góp của người dân cho việc xây dựng, mua sắm trang thiết bị, tổ chức hoạt động thì còn nhiều khó khăn. Có thể nói là trong thời gian qua thì đa số là chúng ta xây dựng là chủ yếu được cái nhà. Còn các cái thiết bị mà gọi là cơ bản để phục vụ cho cái trung tâm này, đa số là chúng ta vận động. Kể cả những địa phương khó khăn thì cũng phải vận động kinh phí xã hội hóa. Bên cạnh đó, người được phân công làm nhiệm vụ phụ trách nhà dân hóa ấp không có chuyên môn sâu, thường xuyên thay đổi. Đa số nhà dân hóa ấp chưa xây dựng được đội ngũ cộng tác viên và người hoạt động nghiệp vụ không chuyên trách. Việc xây dựng các trung tâm dân hóa thể thao và học tập cộng đồng xã và nhà dân hóa ấp đều thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Dân hóa Thể thao và Du lịch. Để các cơ sở dân hóa hoạt động hiệu quả, hàng năm Sở Dân hóa Thể thao và Du lịch đều tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác dân hóa ở cơ sở. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 95 trung tâm dân hóa thể thao và học tập cộng đồng xã, trong đó có 42 trung tâm dân hóa thể thao và học tập cộng đồng xã được đầu tư đạt chuẩn nông thôn mới. Đến thời điểm này, Tây Ninh cũng đầu tư được 244 nhà dân hóa ấp đạt theo tiêu chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, Tây Ninh còn có 11 nhà dân hóa dân tộc. Các trung tâm dân hóa thể thao và học tập cộng đồng xã, nhà dân hóa ấp đạt chuẩn nông thôn mới và nhà dân hóa dân tộc đều được bố trí kinh phí hoạt động. Thưa quý vị, theo Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Tây Ninh năm 2019, tình hình buôn bán, vận chuyển, hàng cấm, hàng nhập lậu trên các tuyến biên giới vẫn còn diễn biến phức tạp. Mặt hàng nhập lậu chủ yếu là thuốc lá điếu ngoại và đường cát. Địa bàn trọng điểm nhất là tuyến biên giới huyện Châu Thành, Bến Cầu, Trảng Bàng, Tân Châu và Tân Biên. Các đội kiểm tra chuyên ngành của Chi cục trong năm 2019 đã tiến hành kiểm tra 1.304 vụ liên quan đến hàng hóa và giá cả trên địa bàn tỉnh, đạt 97,2% so với năm 2018. Trong đó, phát hiện và lập biên bản vi phạm 423 vụ. Kết quả kiểm tra xử lý một số lĩnh vực mặt hàng chủ yếu, nhiều vụ vi phạm của các đơn vị, cơ sở có liên quan đến mua bán, vận chuyển hàng cấm, 111 vụ. Vi phạm về kinh doanh vận chuyển hàng nhập lậu 36 vụ, vi phạm về hàng giả 9 vụ, vi phạm về hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ 53 vụ và 23 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Các vi phạm khác là 170 vụ. Trong dịp cao điểm nhất là Tết và năm 2019, Chi cục Quản lý Thị trường sẽ tăng cường kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch định kỳ, kiểm tra định kỳ năm 2020. Sáng ngày 14 tháng 12, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh phối hợp với phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đến dự và phát biểu bế giảng lớp học. Tham gia lớp học có 143 học viên đến từ các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện trong tỉnh. Sau hơn 2 tháng học tập, các học viên được trang bị và cập nhật những kiến thức cần thiết cơ bản về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công vụ, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Kết thúc khóa học, 100% học viên được công nhận hoàn thành khóa học và đều đạt loại khá. Trong đó có 15 học viên có thành tích tốt trong học tập và công tác lớp được Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tặng giấy khen. Phát biểu tại lễ bế giảng, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học, đồng thời yêu cầu các học viên vận dụng nội dung các chuyên đề đã học để áp dụng vào thực tiễn địa phương, đơn vị.